Nàng mẫu Dianka Zakhidova nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh con. Sau khoảng thời gian nghỉ sinh con, Dianka Zakhidova, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng, đã trở lại với sàn catwalk. Người đẹp sinh năm 2000 khá đắt sâu, được các nhà thiết kế liên tiếp lựa chọn trình diễn những bộ sưu tập đình đám. Đã lâu mới sải bước dưới ánh đèn sân khấu, Dianka vẫn nhận nhiều lời khen bởi vóc dáng thon gọn, quyến rũ cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trong một show diễn Phú Quốc vừa qua, vi rùa của bà xã thủ môn gốc Thanh Hóa qua ống kính cam thường của sự kiện đã khiến dân tình suýt xoa. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, thần thái cuốn hút. Trước đó, trong lần đầu trở lại sàn diễn, Dianka gây ấn tượng với body săn chắc, vòng eo thon gọn có cả cơ bụng. Chia sẻ về cách lấy lại đường cong quyến rũ, Dianka từng cho biết đó là quá trình dài chăm sóc cơ thể từ khi mang thai, chứ không đơn thuần giảm cân sau sinh. Đừng quên theo dõi New 24 giờ giải trí để cập nhật những thông tin mới nhất.